Hello các bạn nha. Thì hôm nay chỗ mình đang áp thấp nhiệt đới, mưa gió bão bùng, sấm chớp đùng đùng, cho nên là mình không có livestream để chia sẻ các bạn được. Cho nên là ngày hôm nay mình làm một cái video offline này để review cũng như là lắp ráp một cái bộ PC mới, một cái bộ PC full đội đỏ nha, có cái giá khoảng hơn 30 triệu một tí để chia sẻ các bạn. Thì bạn nào có nhu cầu các bạn có thể là bấm vào đường link của những cái sản phẩm mình sẽ để ở dưới cái mô tả video hoặc ở dưới phần bình luận để các bạn mua ha. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn đi nha. Ok các bạn, thì đây là toàn bộ linh kiện của cái bộ máy này mình để trên cái bàn này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là unbox từng thứ ra để chúng ta lắp ráp lại thành các bạn nha. Thì mình nói là full đội đỏ vậy thôi, nhưng mà thực chất ra là chưa có full hết đâu các bạn. Bởi vì ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái card màn hình đến từ hãng Nvidia ha, card RTX 3060. Đó. Thì cái bộ máy hôm nay mình build là như thế này. Mình sẽ sử dụng một con CPU đến từ AMD. Con này là con Ryzen 5000 series. Nó có cái mã là 5600X các bạn nha. Đó, một con CPU nói chung là cũng khá là hot thời gian gần đây. Đó. Đi với cái con CPU này thì mình sẽ sử dụng một cái mainboard đến từ hãng MSI. Nó có cái mã là B550 Tomahawk. Thì đây là một cái mainboard nói chung là cũng ở cái dạng tầm trung thôi, chứ chưa có phải là cao cấp gì cho lắm đâu. Nhưng mà mình nghĩ là cái mainboard này đủ đáp ứng được và khá là ngon lành đấy các bạn nha. Đấy, nó có cái tên đầy đủ là Mac B550 Tomahawk. Đó, sử dụng chip AMD ha. Rồi. Đấy, bên ngoài như vậy đấy. Rồi còn gì nữa ta? Mình sẽ có ở đây là cái Vega thì nói rồi ha. Vega là Nvidia RTX 3060. Rồi, mình sẽ có một cặp RAM. Đây các bạn. Mình sẽ có một cặp RAM Corsair. Cặp RAM Corsair Vengeance RGB Pro. RAM này là nó có LED RGB các bạn nha. Bus 3200. Đó, cặp RAM này là kit 16GB ha. Đấy, hai thanh mỗi thanh 8GB. Mình sử dụng một cái ổ SSD chuẩn NVMe của hãng Samsung. Đó là ổ 980 các bạn nha. Đó, dung lượng là 250GB. Thì cái ổ này hiện tại bây giờ nó cũng chưa phải là cái ổ mà mạnh nhất của Samsung đó các bạn. Cái ổ 980 của Samsung nó là cái ổ mà Gen 4 cơ. Thì hiện tại bây giờ cái ổ đó là bên shop người ta không còn hàng, cho nên mình lấy cái ổ này. Thì mình nghĩ là cái ổ này chắc cũng đáp ứng tốt rồi, chứ không cần đến nước mức phải xài cái ổ Gen 4 đâu. Rồi, mình có cái gì nhỉ? Cái này là một cái bộ nguồn đến từ Corsair. Cái mã là CX 750M. Công suất là 750W các bạn nha. Corsair, mình vẫn tiếp tục chọn Corsair. Đối với mình thì nguồn mình luôn luôn tin tưởng Corsair. Đấy, thằng này nó là thuộc cái dòng CSM series. Nó là cái nguồn mà dạng module các bạn. Đây. Nó là cái nguồn dạng module, có nghĩa là tất cả những cái dây nguồn người ta không có gắn sẵn vô cái nguồn mà chúng ta sẽ ghim từng bộ vô nha. Đấy, các bạn nhìn thấy hộp nguồn khá là hầm hố, cầm rất là nặng, đầm tay các bạn nha. 750W để đáp ứng cho cái bộ máy này. Rồi, để chơi được cái con AMD này á, thì mình sẽ cần có một cái bộ tản nhiệt đến từ Cooler Master. Mình thì luôn luôn khoái tản khí chứ mình không khoái tản nước cho lắm. Bởi vì tản khí nó có nhiều cái ưu điểm riêng của nó lắm. Các bạn xài một thời gian dài, các bạn không phải quan tâm đến cái chuyện mà rò rỉ hay gì hết ha. Xài thoải mái lắm. Đó, và cái bộ này là mình cũng đang xài một cái bộ như này rồi. Đằng này nó là Master Air MA620P. Các bạn thấy không? Nó là cái dạng tản tháp rất là trâu bò luôn. Đối với cái bộ tản này, các bạn xài đủ mọi tác vụ, nặng nhẹ thoải mái, không bao giờ mà sợ CPU bị quá nhiệt hay gì hết nha. Đó, thằng này thì hỗ trợ cả AMD và Intel luôn, các bạn gắn thằng nào cũng được hết. Rồi, và cuối cùng thì ở đây mình đang sử dụng một cái cây
đến từ MSI luôn. Đó, đi nguyên một bộ luôn cho nó chất. Thì ở đây đa số đều là MSI hết bạn nha. Vega của MSI, mainboard của MSI và key của MSI. Đó. Thì đúng lý ra thì mình cũng tính là mình chọn một cái tản của thằng MSI luôn, nhưng mà hiện tại giờ là hết hàng rồi. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là unbox mọi thứ ra nha các bạn nha. Đây là cái mainboard của hãng MSI. Cái mã là B550 Tomahawk. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình mở hộp ra nha. Tất cả những linh kiện này đều là những linh kiện mới 100%, bảo hành 36 tháng các bạn nha. Đây, mình sẽ mở ra cho các bạn coi. Wow, cái cách đóng gói của MSI đối với cái mainboard này nhìn nó cao cấp quá các bạn ơi. Nhìn khá là cao cấp luôn. Ở trong mainboard này chúng ta sẽ có là hai cọng cáp SATA đi kèm. Cái này là cái gì đây? Cái này chắc là quảng cáo thôi các bạn ơi, quảng cáo của MSI. Nói chung là dụ dỗ ấy mà nha. Và cũng không quên cái tem logo của MSI. Đấy vậy thôi. Một cái đĩa driver cho bạn nào cần. Rồi một vài cái giấy cảm ơn đồ này kia đúng không? Rồi sách giải. Sách giải của MSI này. Sách giải MSI. Quá trời. Và cuối cùng cũng không quên là ba con ốc các bạn nha. Ba con ốc để chúng ta gắn ổ SDM2. Đó, trời ơi, đối với những cái men này chơi tới ba con luôn, quá chất lượng. Men bo thì không có con nào, men bo thì quá trời luôn. Rồi, vậy là hết rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình lấy cái men bo ra để mình ráp lên nha. Đây các bạn. Trời ơi, các bạn nhìn cái men bo nhìn chất không? Men bo nhìn khá ngầu luôn. Cái men bo này nó đúng chuẩn của nó là chuẩn ATX các bạn nha, chuẩn lớn á, chuẩn full size đó. Đó. Các bạn thấy không? Cái dàn tản nhiệt của nó này nhìn khá là hầm hố luôn. Nó làm giống cái kiểu là cái men bo mà B560 Motha các bạn. Đấy kiểu kiểu đó vậy. Thì cái năm nay là MSI người ta chơi cái heat sink, cái tản nhiệt này này. Cái kiểu giống nhau hết, bên AMD và Intel người ta làm giống nhau hết chứ không khác gì. Đấy, chúng ta sẽ có tản nhiệt đây này. Rồi tản nhiệt đây nữa, nhìn ngầu không? Tiếp tục chúng ta sẽ đến với CPU AMD Ryzen 5, nhân vật chính của ngày hôm nay ha. Con này là nằm trong bộ 5000 series các bạn nha. Đó, cái mã là Ryzen 5 5600X các bạn nha. Rồi, ok, mình sẽ tiến hành là mình mở siêu ra. Ôi trời, hôm nay lại được phá trình tiếp rồi, sướng quá các bạn. Quá đã các bạn. Tuyệt vời luôn. Phá từ rinh em màu đỏ. Phá từ rinh em màu đỏ, quá chất luôn. Đây, ta sẽ có CPU AMD. Để đây. Cái này là cái fan đi kèm theo các bạn nhé. Thì năm nay á, AMD người ta làm cái hộp nó mỏng lắm các bạn, thấy không? Rất là mỏng, chứ nó không giống như hồi xưa nữa. Nói chung là AMD á, từ khi mà người ta quay lại á, nó giống như kiểu là mồi chài người sử dụng. Các bạn nhớ là Ryzen cái dòng đầu tiên ấy, cái hộp to chà bá luôn, to giống như là cái hộp tản nhiệt của Cooler Master vậy ấy. Cái dần nhỏ 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 xíu, cái giờ còn chút xíu về. Đấy. Rồi, đây là cái quạt của nó ha. Cái quạt này thì chúng ta không dùng đâu. Cái quạt này chúng ta không dùng các bạn nhé. Để mình coi thử quạt coi xem là năm nay AMD chơi cái quạt nhìn nó hầm hố không. Ôi, cái quạt nó mỏng tay à. Đấy các bạn. Quạt càng ngày càng mỏng lại, nó cũng giống như là ông Intel á, dần 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 mỏng mỏng dần lại. Thôi mà không quan tâm, không quan tâm các bạn nhé, bởi vì là chúng ta đã có tản này rồi, chúng ta không cần quạt này nữa, để mình cho vô lại. Đây là con CPU AMD Ryzen 5 5600X các bạn nhé. Ở trên này có cái tem của AMD Ryzen này, các bạn có thể dán lên máy cho nó ngầu ngầu ha. Đấy. Rồi, mình sẽ bóc con CPU này ra và mình gắn vào mainboard nha. Rồi, gắn vào các bạn nhé. Đó. Đó. Các bạn đặt CPU vào, các bạn lấy tay các bạn lay nhẹ 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 vậy này, xem nó đã xuống đều với các chân chưa nha. Rồi, bởi vì là chúng ta xài cái tản khí ở bên ngoài cho nên là chúng ta sẽ tiến hành là gỡ hai cái bát này ra các bạn. Cái bát này là cái bát để gắn cái tản của CPU này, chúng ta gỡ cái này ra.
để chúng ta gắn cái tản khí bên ngoài vô ha. Rồi mình sẽ lấy tô vít để mình gỡ cái này ra. Lấy cái bát ở dưới ra này các bạn. Đó, đó có cái bát của cái mền bò này, lấy ra. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái tản này ra để mình lắp vào các bạn. Đây, cái tản của Cooler Master, cái mã là Master EMA620P. Một cái tản khí dạng tháp rất là ngầu. Đây, cái này bây giờ mình cũng tiến hành là mình phá trường em nó luôn, sướng. Quá đã luôn các bạn ơi, trời ơi, công nhận phá trường nó sướng vãi. Rồi, mở ra nhá. Đây các bạn ơi, bộ này thì mình đã từng xài rồi, hiện tại mình đang xài, xài rất là ngon các bạn. Bộ này khỏi phải chê đâu được hết. Các trong gói của Cooler Master rất là ngầu. Có một cái hộp đồ nghề đến đây nha, linh kiện của nó. Tạm để qua bên đi. Sách giải. À cái này là sách bảo hành, warranty. Đấy. Cái miếng, một cái miếng, miếng lót này. Rồi đây này, em nó đây bạn nhé, em nó đây. Rồi mình sẽ lấy cái tản ra cho các bạn nhìn là hết hồn luôn. Đây các bạn nhìn này, các bạn thấy cái tản nó kinh khủng không? Thật các bạn luôn này, nhìn sợ luôn á, nè bằng hết cái bàn tay luôn này, kinh khủng. Tản này thật các bạn luôn, là xài là khỏi phải sợ lo nóng nảy luôn nha. Giải giải mát mùa hè luôn, tuyệt vời luôn á. Đây. 6 ống đồng cực lớn. Đó. Đã lắm. Fan này là fan LED RGB các bạn nhé. Đấy, có dây LED RGB luôn. Tí mình sẽ kết nối thẳng vào main board luôn. Chạy cho nó đồng bộ với main board rất là đẹp. Cuối cùng là một gói bột nêm để ăn mì tôm bạn nhá. Đấy, ăn mì tôm thiếu thì lấy này cho vào. Mình nói đùa thôi nhá. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành là lấy cái hộp đồ nghề này của nó ra và mình gắn vào các bạn. Thì trong cái bộ đồ nghề này của nó này, các bạn sẽ có những cái cáp nối dài ha, cáp nối dài trường hợp mà cái dây ở đây này, cái dây ở trên cái tản này á nó không có tới thì bạn có thể sử dụng cái cáp này để bạn nối dài ra nha. Cáp này để nối dài ra này. Có cáp cấp cho CPU rồi đèn LED RGB luôn. Rồi sơ cua thêm hai cái phe này nữa để lỡ mà cái phe của cái này này nó có bị hư hại đó. Nè, cái phe bên này này hư hại thì bạn có thể thay thế. Đồ Cooler Master thì tuyệt vời lắm. Đó, rồi ở trong đây thì chúng ta sẽ có một bọc đồ ghế này này. Cái bọc này là tất cả những cái để chúng ta sẽ gắn vào trên cái mainboard. Đó, vừa dành cho AMD vừa dành cho Intel luôn. Hôm nay thật sự các bạn là rất là cực khi mà quay cái video này, bởi vì là nó rất là dài. Còn nếu mà livestream thì mình làm luôn thì nó đỡ, nhưng mà tại vì đang mưa gió bão bùng quá các bạn ơi. Đây, một tuýp rocket 24 giờ trong đây. Tuýp này là xài rất là lâu các bạn nhé. Đó, đồ nghề này, đồ nghề tất cả các thứ hôm nay rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gắn vào đi. Rồi mình đã gắn xong cái bộ tản khí cho cái con CPU rồi các bạn. Các bạn thấy không? Sau khi mà gắn xong này, trời ơi nhìn nó hầm hố ghê không? Ồ nó nặng ghê luôn các bạn, cầm nó nặng. Đó, nặng chịch luôn. Cái lý do đúng lý ra mình phải gắn cái quạt này nó qua bên phía bên này, nhưng mà các bạn biết sao không? Bởi vì mình xài cái bộ RAM này, cái cây RAM nó khá là cao và nó bị vướng vào cái LED RGB của cái RAM, cho nên bắt buộc mình phải gắn cái quạt sang hướng bên này. Đấy, nhưng mà không sao các bạn, hướng nào cũng được, cả sao cả, miễn sao mà nó tản nhiệt ok là được các bạn nha. Đó, mình sẽ gắn 2 cái RAM vào đây. Bây giờ sẽ tiến hành gắn RAM nha. Đây là cái dây để nó cấp điện cho cái LED RGB. Đây, bây giờ mình sẽ gắn RAM vào. Ở đây mình có kit RAM Corsair Vengeance RGB Pro các bạn. RAM này bớt 3200 và có dung lượng là 16GB. Kit này 16GB, 2 than 8GB các bạn nha. Đây, giờ mình sẽ mở ra. Hàng mới tinh.
bảo hành 36 tháng các bạn nha. Đây, các bạn thấy không? Đấy, RAM người ta nhìn rất là chất luôn. Đây, mở hộp RAM, mở hộp, mở siêu. Đây các bạn. Chúng ta sẽ có hai thanh RAM trong đây này này. Đó, thấy chưa? Đẹp chưa? Đây, hai thanh RAM ra. Cái phiên bản này nhìn rất là đẹp các bạn. Đấy, Corsair Vengeance Pro. Đó, bây giờ mình sẽ gắn RAM vào nha. Rồi, mình sẽ gắn RAM vào. Đây, chúng ta sẽ ưu tiên cho khe số 2 và khe số 4. Một cây. Hai cây. Rồi, ok, chúng ta có hai cây này các bạn nha. Đó, chạy đua channel. Rồi, thì đối với AMD thì chúng ta luôn luôn chạy đua channel hoặc là quét channel để cho nó tối ưu được con CPU các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là mình gắn SSD vào. Thì đây là cái SSD Samsung 980 chuẩn M2. Đó. Giờ sẽ gắn vô. Cái này thì mình sẽ gắn vào cái khe, cái slot số 1 nằm trên đây này. Đây, gỡ cái này ra. Thì đối với những cái dòng mainboard này ấy, là ốc nó đã có sẵn nằm ở trên cái miếng tản nhiệt rồi, cho nên là chúng ta cũng không cần phải gắn cái con ốc mà mainboard đi cho đi theo nữa ha. Đấy, các bạn thấy không, xài những cái mainboard này sướng là như vậy. Những cái mainboard kia đã không có miếng tản nhiệt rồi mà còn trong hộp cũng không có con ốc nữa. Các bạn nhìn này nhá, cái miếng tản nhiệt này, con ốc ấy là nó có cái phe luôn này, nó có cái phe nó giữ con ốc lại luôn, khỏi sợ dớt ốc luôn. Đó, rất là tuyệt vời nha. Có một số cái mainboard là nó không có cái phe này, cho nên là chúng ta lấy ra là rớt ốc liền. Này không sợ bị rớt ốc. Khá là ngon. Đã bất công phải giữ các bạn. Đây, giờ tháo SSD ra đã. SSD của Samsung lúc nào nhìn cũng chất các bạn nhỉ. Rồi, gắn SSD vào nha. Xé cái miếng này ra ha. Đó. Rồi, ok, chúng ta đã gắn SSD rất là gọn đây. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là mình ráp vào trong thùng máy các bạn nha. Ok các bạn, đây là một cái case của hãng MSI luôn. Đấy, mình chơi nguyên một bộ của MSI luôn các bạn. Nhìn cho nó ngầu nha. Đó, các bạn thấy chưa, thấy cây đẹp không? Đó, nó có một cái giải đèn LED RGB phía trước này. Đó, đèn LED nó mở lên sẽ nhìn thấy, tuyệt vời lắm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình ráp vô nha. Thì cái cây này là cái cây mà nó ráp được cái men full luôn các bạn, full size luôn. Đó. Đây, mình mở cho các bạn coi này. Phía bên này thì nó cũng có một cái tấm kính. Rồi, ở trong cái thùng này thì có một sẵn một cái quạt đây này các bạn. Đấy, cây này của MSI có sẵn một cái quạt đây. Quạt này mình không biết là có đèn không. Có đèn luôn các bạn ơi. Quạt này có đèn luôn á. Đó, có sắt giải của MSI luôn này. Logo rồng này ha. Đây là cái bọc ốc ở trong cái cây MSI người ta cho chúng ta này các bạn. Đó, có một cái miếng chắn để vặn ốc này ha. Rồi ốc và một số cái dây rút. Đấy, người ta làm rất là chu đáo vô cùng luôn. Như những cái cây mà chúng ta mua của những hãng khác thì chắc chắn là không có này đâu, như những cái hãng mà không tên tuổi á. Ok, mình đã gắn cái mainboard vào bên trong thùng máy rồi. Bây giờ mình sẽ gắn cái bộ nguồn vào các bạn. Rồi sau đó mình sẽ lắp tất cả các dây lại ha. Bây giờ mình gắn cái Vega trước đi. Đây, mình sẽ gắn cái Vega trước. Đây là cái Vega RTX 3060 Ventus của MSI. Đấy, cái Vega này nó có cái bộ nhớ RAM là 12GB GDDR6 các bạn nha. Đó. Rồi, quốc. Đây, mình sẽ tiến hành là unbox em nó ra nha. Đây các bạn, MSI. Một cuốn là gì đây? Này cũng như là phong bì nhưng tặng tiền đấy nhá. Đủ, nguyên phong bì to để mấy cuốn sách giải trong, lại hồn luôn. đấy, sách giải không có gì đâu nha. Rồi, chúng ta tiếp tục cái hộp của nó này. Đây, một miếng. Đây là cái Vega.
Đấy, Vega đây cũng khá là to tê đấy. Đây hết rồi các bạn, đây hết rồi nha. Này giống như không có đĩa driver vậy ta. Không có gì hết. Rồi, ok. Mình lấy Vega đây nha. Thơm phức à. Ok các bạn, đây chính là chân dung của em nó, RTS3060 MSI Ventus. Đây. Rất là ngầu ha. Có xài nguồn phụ 8 pin. Rồi, ok. Phía sau này làm backlight của MSI. Backlight này có vẻ bằng nhựa thôi các bạn. Cái backlight này bằng nhựa thôi ha. Đó, có backlight là ngầu rồi. Đấy. Nói chung có backlight là ngầu rồi các bạn. À, card này nhìn khá là độc ạ. Chúng ta sẽ có là hai cổng HDMI các bạn nhé, hai cổng HDMI và hai cổng DisplayPort, tổng cộng là 4 cổng. Đây quạt đây. Rồi gắn vào thôi. Để mình ướm đã. Rồi ok. Ok, đã ráp xong cái Vega các bạn. Thấy không? Một màu đen huyền bí luôn. Bây giờ sẽ ráp cái bộ nguồn vào nha. Rồi mình sẽ gắn cái bộ nguồn vào bạn nha. Đây xoay sang bên này đi. Đây, đây là cái bộ nguồn Corsair CX750M 750W. Cần hết cho cái dàn máy này. Đây mở hộp của bạn coi. Đó đồ chơi của em nó này ha. Ta có là sách giải này, một cái bọc dây để chúng ta bó những cái dây lại cho nó gọn gàng. Dây nguồn này. Đây là tất cả những cái sợi dây cáp. Đó, module mà. Tại vì cái nguồn này là nó sẽ không có cái dây dính ở trong nguồn đâu. Đây các bạn, đây là bộ nguồn đây. Đây là bộ nguồn Corsair. Lấy ra. CX750M. Ha. Cái dòng CX đó thì cái logo nó thêm cái sọc đây này. Đó. Thì các bạn nhìn này. Phía này nó sẽ có những cái lỗ để chúng ta cắm dây vào. Nó chỉ có một dây duy nhất là dây 24 pin thôi. Đó, còn tất cả những dây còn lại nó sẽ như thế này. Dạng module nha. Đấy. Rồi, mình sẽ lấy tất cả ra rồi mình sẽ gắn vào nha. Đối với cái dây dạng module thế này, các bạn có thể là cắm những cái dây mà các bạn sử dụng thôi. Dây nào không sử dụng, chúng ta cất đi. Ha, cái nào chúng ta xài, chúng ta lại cắm vô. Rất là gọn. Ok, thì sau khi mà mình lắp ráp xong hết, đi dây xong hết rồi, thì mình sẽ có được một sản phẩm thế này. Đó, bây giờ mình sẽ cắm điện, mở thử các bạn coi ha. Đây các bạn, mình sẽ mở máy nha. Ten 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 ten. Đó, thấy chưa? Đó, LED RGB của RAM. Rồi, quay qua hướng này. Đó, LED của tản nhiệt. Rồi, các bạn thấy đằng sau này. Cái quạt này là cái quạt có sẵn trên cái cây ha. Đó, có LED RGB luôn. Rồi, các bạn nhìn phía trước này. Đó, cái giải LED RGB của cái thùng máy. Nhìn cũng khá là ngầu các bạn. Đó, nhìn khá ngầu luôn. Thấy chưa? Tuyệt vời không? Đó. Cái dòng chữ Reforge RTS này á, là nó sơn màu trắng thôi bạn nha, chứ không phải là đèn đâu. Đấy. Nói chung là nhìn cũng khá là ngầu á. Phía trước này là có thêm một cái fan nữa này các bạn. Phía trước này có thêm một cái fan nữa. Nhưng mà fan này fan màu đen, cho nên các bạn có thể là khó nhìn thấy. Nó không có đèn ha. Đây mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Đó, đây là bên trong thùng máy này các bạn. Đó, LED RAM ha. Rồi, mình sẽ quay góc này cho các bạn nhìn này. Đó, phía sau này chúng ta có cái LED của cái fan ở trên cái cây có sẵn. Rồi, phía này các bạn sẽ nhìn thấy LED của cái cục tản nhiệt Cooler Master. Bạn thấy đẹp không? Cái này đến LED nữa mình sẽ cài cái phần mềm của MSI, phần mềm Dragon Center. Chúng ta sẽ chỉnh được hết
cái đèn led của tản nhiệt CPU rồi cái tản phía sau luôn, nó sẽ đổi màu theo cái phần mềm rất là đẹp nha. Đấy, các bạn thấy không, tuyệt vời không? Còn đây là phía trước thùng máy, các bạn thấy cái giải led RGB này đó, đẹp không? Đây là logo MSI này, con rồng đó. Ở phía trên này chúng ta sẽ có là nút mở máy, power nằm ở đây các bạn. Đây là nút reset này. Đèn báo hiệu ổ cứng. Chúng ta sẽ có hai cái jack để cắm mic và tai nghe. Ở đây chúng ta sẽ có hai cổng USB 2.0 và một cổng USB 3.0. Đó. Ok, đây là tổng quan cái máy các bạn ha. Nhìn khá là đẹp và gọn gàng luôn á. Cái thùng máy mình thấy là nó không có quá là dài. Đó, nó vừa bằng cái mainboard luôn các bạn ha, vừa bằng mainboard luôn. Đấy, chiều cao cũng vậy. Rất là gọn gàng vô cùng. Ok các bạn, thì đây là cái BIOS của máy tính các bạn ha. Đó, cấu hình các bạn thấy này. Đây là cái mainboard Mac B550 Tomahawk. CPU là AMD Ryzen 5 5600X. Cái này là 6 core các bạn ha. RAM chúng ta đang có là 16GB. Đây chúng ta xuống phần RAM này. RAM chúng ta sẽ có là RAM 16GB. Đấy, đang chạy chế độ là kênh đôi này. Đang chạy cái kênh số 2A và 2B. RAM DDR4 bus 3200. Rồi, ở đây thì các bạn có thể chỉnh XMP profile này. Đấy, chỉnh RAM lên. Tại vì RAM bây giờ nó chạy có bus có 2133 các bạn thấy không? Nó chạy cùi lắm. Chúng ta phải chỉnh lên để cho nó tăng lên nha. Thì các bạn có thể chỉnh ở đây cũng được này. Advanced và OC này. Wow, cái BIOS khá là đẹp các bạn. Đây, mình sẽ xuống cái phần là XMP profile 1. Đây, này đang để là bus 3200 này các bạn. Đấy, đang chỉnh bus 3200 này. Các bạn có thể chỉnh ở đây. Đấy, để OC lên thêm ha. Đấy, OC lên thêm. Nhưng mà cái này là nó đang để mặc định là 3200 rồi. Thôi mình để 3200 luôn các bạn nhé. Đây, mình sẽ lưu lại đi. Rồi vào lại xem là nó đã lên chưa nha. Đây các bạn thấy này, RAM nó đã lên thành 3200 này. Thì mình không có OC gì hết, mình chỉ muốn cho nó chạy mặc định thôi. Tại vì RAM mình ráp là bớt 3200, cho nên mình muốn nó chạy hết cỡ của RAM. Thì nó đã lên được 3200, vậy là được rồi. Chứ mình không có OC thêm nha. Đấy, CPU đang chạy ở cái tốc độ là 3GB. Ok, vậy được rồi. Thì mình sẽ có cái video khác để chúng ta cùng cài Win cũng như trải nghiệm những phần mềm trên đây xem cái máy như thế nào các bạn nha. Hello các bạn, thì vừa rồi mình đã vừa mới lắp ráp xong một cái bộ máy AMD có cấu hình khoảng cỡ trên 30 triệu. Thì các bạn thấy đấy, khá là ok đúng không? Thì đã lắp ráp xong rồi, nhưng mà bây giờ cũng trễ rồi, các bạn biết không? Đấy, bây giờ mặc áo khác này, cái intro áo khác, bây giờ outro áo khác là các bạn biết rồi. Tại vì hôm nay mình khá là bận cho nên là không có làm liên tục được. Hồi mình bắt đầu mình rap là từ lúc buổi trưa, rồi đến chiều mình bận quá, mình phải đi giải quyết công việc, rồi đến tối nay mình lại rap tiếp và mình quay để mình chia sẻ các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu ngồi edit video chắc cũng mất khá nhiều thời gian. Thì cái bộ máy này hiện tại á, nếu mà tính tổng số tiền là nó rơi vào khoảng, nó chính xác luôn các bạn nhé, chính xác luôn là cái bộ máy này nó có giá là 36.440.000. Đó, nhưng mà nếu như các bạn mà mua bộ máy này, nếu các bạn build cái bộ máy này luôn, mua bộ máy y chang vậy, thì nó chỉ có giá là 35.990.000 các bạn. Coi như là 36 triệu, các bạn rẻ được khoảng mấy trăm ngàn đó ha. Đấy, thì mình thấy là bộ máy cũng khá là ok đấy, mặc dù là chưa có test. Thì hẹn các bạn vào một cái video khác hoặc là một cái buổi livestream khác, chúng ta sẽ cùng nhau cài đặt cũng như là test xem là như thế nào các bạn nha. Rồi, cái video này mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.